À, cái này Ủ Phát thì không có thể là quay cận kẽ được nha cả nhà. À, do nguyên tắc cộng đồng mạng Ủ Phát không thể quay cận kẽ cho cả nhà mình được xem được ha. Lần đầu tiên Ủ Phát xin gửi lời chào đến quý bà cô chú và anh chị em đã đến sinh hoạt của Ủ Phát. Thì hiện tại bây giờ là xác của anh Thông thì sửa sạn về tới rồi. Bây giờ thì đang chờ đứng ngay bến đây để mà chờ chuyển anh về tới nha cả nhà. Một hồi là mình chuyển về bến đây luôn. Chuyển. Thì về gần tới bến nha cả nhà. Thì Ủ Phát để đây Ủ Phát quay trực tiếp luôn cho cả nhà mình coi, quay cận hơi cho cả nhà mình coi ha. Chứ Ủ Phát không có thể nào mà quay cận kẽ cho được mình cả nhà mình xem được ha. Tại vì do nguyên tắc cộng đồng mạng thì Ủ Phát không có thể nào quay cận kẽ được. Thì cả nhà cũng thông cảm với Ủ Phát. Thì chút xíu kia mà về tới đây thì Ủ Phát quay sơ thôi ở ngoài thôi. Chứ cả nhà mà Ủ Phát quay không có cận được nha cả nhà. Nói ổng đi được rồi. Ổng nói cũng đúng rồi, ổng nói. Nghe tiếng máy rồi đó. Không, nó chặt không có đi. Hình như là tiếng máy là như chạy ra ngoài này, bên đây cái gì? Ngoài này chạy vô. Ngoài đó hả? Bây giờ do nguyên tắc cộng đồng mạng khách không có thể nào quay cận cho cả nhà mình biết. Các kiện quá trời luôn, cả nhà biết cả nhà đấy. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, hiện tại là đã về tới rồi cả nhà. Đó. Thì không biết cả nhà có thấy không, Ủ Phát đứng từ xa xa ở đây cho cả nhà coi. À, cái này Ủ Phát thì không có thể là quay cận kẽ được nha cả nhà. À, do nguyên tắc cộng đồng mạng Ủ Phát không thể quay cận kẽ cho cả nhà mình được xem được ha. Đi. Hiện tại giờ đang lên cả nhà, Ủ Phát không thể nào quay cận được cho cả nhà mình được xem nha. Do nguyên tắc cộng đồng mạng thì Ủ Phát không thể quay cận được cho cả nhà mình nè. Cả nhà cũng thông cảm cho Ủ Phát chứ ạ. Thì Ủ Phát chỉ đứng từ xa xa thôi. Đây thì cả nhà này có thấy không? Đó, nghe hướng tay Ủ Phát chỉ đây. Đó, đang tính đem lên đó cả nhà. Thì đem về tới nhà hồi nãy là Ủ Phát coi là đúng 4 giờ luôn nha cả nhà. Đó, thì bây giờ đang sẽ sẵn túm lại đem lên. Phát chỉ đứng từ xa xa, Ủ Phát quay chia sẻ cho cả nhà mình xem thôi cả nhà. Ủ Phát không thể đến cận mà quay chia sẻ cho cả nhà mình được ạ. Tại vì do chính sách cộng đồng mạng Ủ Phát không.
đang bó băng keo rồi cả nhà. Đó đã bó lại đó cả nhà, không biết cả nhà thấy không cái này. Giờ đang hỏi về cái vấn đề là đem đua nhà hay là như thế nào đó cả nhà. Hiện tại thì cũng có cơ quan chức năng người ta đến là như vậy, nên ta còn chờ xác thực này nọ, làm tờ cam kết gì đó cả nhà. Thì Phú Phát cũng không chưa biết nữa. Thì Phú Phát ở đây thì Phú Phát cập nhật cái thông tin ở đây cho cả nhà mình được biết. Thì đang bó ở dưới đó cả nhà. Đó giờ đang đem lên nè. Phú Phát không có thể cho cả nhà mình biết nha, cho cả nhà mình thấy nha. Đó, đang kinh luôn đó cả nhà. Đang ngồi nhà luôn rồi cả nhà. Giờ đem vô nhà luôn nha cả nhà. Thì trời sớm đây người ta đến đây cũng chia buồn với gia đình mình, thì thấy cũng rất là tội nghiệp luôn cả nhà. Để phát vô đây quay cái chia sẻ cái cáo phó cho cả nhà mình coi nha. Đây cáo phó gia đình chúng tôi cùng thương tiếp báo tin ông bà Lê Văn Thông sinh năm mấy thì không có để sinh năm mấy nha cả nhà, đã từ trần vào lúc 11:24 ngày 3/10/2023 nhằm ngày 19/8 năm Quý Mão, hưởng dương 35 tuổi. Chương trình lễ tang lễ nhập quan bây giờ chưa có để giờ cụ thể nha cả nhà. Thì khoảng năm 2023 nhằm ngày 21/8 năm Quý Mão âm lịch, lễ động quan lúc 9 giờ ngày 6/10/2023 nhằm ngày 22/8 năm Quý Mão âm lịch. Linh cữu được di quan đến lễ an táng tại đất nhà. Trong lúc tổ chức tang lễ nếu có điều gì sai sót xin niệm tình tha thứ, tang gia đồng kính báo. Ừ.
Thì video của Phát đến đây thì cũng đã dài, thì ông Phát cũng xin dừng kết thúc cái video này ở đây. Thì quý ông bà cô chú và anh chị em mình xem video của Phát có thấy hay, cho Phát xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Cả nhà đừng quên bật chuông thông báo khi mà có ông Phát có cái thông tin gì mới ông Phát đăng tải lên thì cả nhà mình sẽ nhận được cái thông báo mới đó, cả nhà mình vào xem ạ. Thì cả nhà nhớ nha, thì cả nhà nhớ bật chuông thông báo ở ông Phát ở đây cập nhật thông tin khi sẽ đăng tải lên thì cả nhà mình sẽ nhận được thông báo mới đó, cả nhà mình vào xem. Vậy thôi, ông Phát xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú và anh chị em mình trong video tiếp theo. Ông Phát xin chào và hẹn gặp lại ạ.